Tiếp sau đây là tin thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Tại huyện Ngọc Hồi, cùng với bố trí sắp xếp nơi ở cho thí sinh và người nhà thí sinh ở xa về dự thi, huyện chủ động các phương án giải pháp trong trường hợp có thiên tai, bão lũ, dịch bệnh xảy ra, tuyệt đối không để tình trạng thí sinh phải bỏ thi vì thiên tai, dịch bệnh và điều kiện đi lại không đảm bảo. Ngoài ra, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức đoàn thể, ban ngành liên quan bằng mọi nguồn lực đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, thông tin liên lạc, ổn định nguồn điện lưới, cung cấp hàng hóa thực phẩm với giá cả ổn định, hợp vệ sinh, phục vụ cho thí sinh và phụ huynh cũng như các thành viên tham gia tổ chức hội đồng thi, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra kỳ thi. Tại điểm thi huyện Sa Thầy, cùng với đảm bảo các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định, huyện tổ chức một điểm ăn ở cho thí sinh, chú trọng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng cường dinh dưỡng hợp lý cho học sinh và phòng chống dịch bệnh. Huyện đoàn Sa Thầy tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi gồm 3 đội hình để hỗ trợ thông tin cho thí sinh tại điểm thi, đưa đón thí sinh, cung cấp nước uống miễn phí và trao 13 suất học bổng, động viên các em học sinh người dân tộc thiểu số, thí sinh thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, không phải bỏ thi vì khó khăn về kinh tế đi lại.